Hi, welcome back to my channel, Stars Kể Câu. Và mình sẽ vào tựa game đầu tiên ở phần này. Và tựa game thứ hai. Thank you.
và tiếp tục tự kể từ sau. Let go. Get some sleep, he says. Sleep in your own bed, bitch! I'm sure you will. Try that move in Muscle Beach, I dare you. Okay. Good job. Combo. What am I gonna do? Hey. Mất luôn. Các bạn sẽ phải lấy chiếc xe khác để thử xem có nhận được nhiệm vụ trong cái này không. Watch it,
Tillman, huh? Oh my gosh. Okay. So, Bobby doesn't mean sitting on the good show. What? You didn't see me? You better not fuck. You have two choices. Run or die. Remember J.D. O'Toole? Oh, so I'm going to get a bit. Kills it from that. Oh my gosh. Are you done more? Sẽ phi vào trong này. Sau đó tiếp tục các bạn sẽ đi vào bên trong để làm nhiệm vụ tiếp theo trên tập này, giết anh chàng màu đỏ này. Ok. Rồi, và bây giờ thì mình sẽ sang cái tiếp theo, review rushing.
to our freak reader. Let go. Oh my gosh. The game ain't hard luck.
rushing, by rushing, okay? Không được. Làm sao để các bạn phải có chiều hướng đi luôn. Sao phải tránh được quả chết vừa rồi. Ok, bây giờ thì mình sẽ chuyển sang cái tutorial. CJ, why you bother coming back? We money, same difference. Stay off the crack, man. Motherfuckers though, sold them niggas who's gangster. Rider, nigga. So when you leaving, Carl? I ain't sure. Thought I might stay. Things is fucked up. The last thing we need is your help. Ah, man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. I'm tired. I'll catch y'all later. Hey, yo, just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. It's embarrassing to be seen with you. Okay, sau đó thì sẽ xuống và nhận được vụ tiếp theo sau được cái nào.
Ở đây các bạn sẽ vào và lưu lên. Trước mắt thì mình sẽ vào lưu game nào. Let's go. Yes. Ok. Go.